Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 9 Tây tháng 6 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi chiều chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Trước khi đi vào các đề tài thì vẫn là phần bảo trợ. Phần bảo trợ ngày hôm nay vẫn là phần bảo trợ của Đại Nhạc Hội ủng hộ cho Ủy ban xây dựng tượng đài cổ thành Quảng Trị. Đại Nhạc Hội này sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy 26 Tây tháng 6 năm 2021. Dưới sự hiện diện của các nghệ sĩ nổi tiếng như là Hương Lan, Phượng Mai, Khánh Hà, Lưu Bích, Nguyên Khang, Lưu Việt Hùng, Khánh Hoàng, Thảo Sương, Hoàng Thanh, Mai Quốc Huy. Đồng thời còn có sự hiện diện của đương kim thị trưởng thành phố Westminster là thị trưởng Tạ Đức Trí, người đã có cái công thúc đẩy cho dự án này nhằm gìn giữ là tất cả những di sản cho con em của các thế hệ sau của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta trên đất Mỹ. Và ngoài ra thì thị trưởng Tạ Đức Trí còn tiếp tục thực hiện những di sản khác để gìn giữ lại trước khi mà ông không còn là thị trưởng sau này. Đó là cái dự án mà thị trưởng Tạ Đức Trí, và trong dịp này quý vị sẽ có dịp tâm tình để hiểu biết thêm về cái lối gọi là sinh hoạt chính trị dòng chính của thị trưởng Tạ Đức Trí. Bên cạnh đó, Trần Nhật Phong và Trương Quốc Huy cũng sẽ có mặt tại thành phố Houston trong dịp này để gặp gỡ với tất cả khán giả, bạn hữu và bạn bè, cũng như là ở tại Houston, ở các vùng phụ cận và kể cả một số khán giả ở xa về thành phố Houston chơi trong dịp này và có thể dự cái đại nhạc hội. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc ngay với Quốc Văn và với Liên với hai số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị để quý vị có thể có được chỗ tốt, và hy vọng rằng hôm đó chúng ta sẽ có một buổi gặp gỡ hàng huyên và lắng nghe những ca khúc thật hay từ các ca sĩ nổi tiếng. Đó là cái phần bảo trợ của Đại Nhạc Hội gây quỹ cho tượng đài cổ thành Quảng Trị. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và đây là một cái việc làm có ý nghĩa và chúng ta nên chung tay chung sức để hỗ trợ. Và bây giờ thì lại bước qua cái đề tài mỗi một buổi chiều của chúng ta. Trong đề tài buổi chiều ngày hôm nay thì sáng nay, chiều nay không có hai cái tin, một tin của buổi sáng và một tin buổi chiều. Bây giờ mình đi cái tin buổi chiều trước, mình làm đề tài đi, rồi chúng ta sẽ đi cái tin buổi sáng sau. Quý vị, ngày 4 Tây tháng 6 vừa mới trôi qua, hôm nay là ngày 9 Tây, tức là chưa đầy một tuần lễ. Chưa đầy một tuần lễ thì tưởng niệm cái cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989, khi mà hàng trăm và có thể hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn sinh viên của Trung Quốc đã bị thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989, 32 năm trôi qua. Và quý vị, trong tuần lễ này thì lại xảy ra những cuộc biểu tình ở ngay trong khuôn viên trường đại học tại Trung Quốc. Và chuyện gì xảy ra thì có lẽ là chúng ta sẽ thảo luận và thấy được rằng nội tình của Trung Quốc bây giờ nó rối rắm không tưởng tượng nổi, và chưa biết được chuyện gì xảy ra ngay trong nội tình của Trung Quốc trong cái giai đoạn được xem là đầy thách thức của kẻ cầm quyền tại Trung Quốc. Trong bản tin sáng ngày hôm nay thì tất cả các sinh viên tại nhiều trường đại học ở Trung Quốc, ở tại tỉnh Giang Tô đã biểu tình chống lại một cái dự tính mới của hệ thống giáo dục của kẻ cai trị trong vòng mấy ngày qua, và kết quả là cuộc đụng độ với công an. Sinh viên của các trường đại học nằm ở khu vực cái tỉnh nằm ở ven biển này cùng với một số sinh viên khác đã lên tiếng và nói rằng cái việc mà họ giảm đi cái bằng cấp của các sinh viên đã khiến cho họ đã không có đủ điều kiện để mà xin việc làm, bởi vì họ đã bị xếp vào cái dạng gọi là professional bachelor degree, tức là một cái bằng chuyên môn, và trong đó nó ảnh hưởng rất nhiều những cái tương lai nghề nghiệp của họ. Một số lượng video đã được chia sẻ trên online về việc mà những người sinh viên này đã biểu tình trong các khuôn viên trường đại học, bao gồm luôn cả trường đại học Nam Kinh, có là Nanjing Normal University, và các sinh viên đã dơ lên những tấm banner và nói rằng tôi bị từ chối cái vị trí công việc của tôi, trả lại tôi cái bằng cấp của tôi. Và trong đó thì họ đã đưa lên những cái đốt những cái đèn và dùng những cái cell phone để mà nhá những cái đèn lên, trong lúc mà cảnh sát đã xây dựng một cái bức tường người để chuẩn bị trấn áp họ. Một vài sinh viên đã bị đứng trước mặt cảnh sát, bị đẩy ra trước mặt cảnh sát và đã bị gậy ba tong của cảnh sát đập giữa đám đông, và các cư dân mạng của Trung Quốc cũng đã chỉ trích Trung Quốc, công an Cộng hòa của Trung Quốc là đầy tính chất bạo động. Cuộc biểu tình này là một trong rất nhiều cuộc biểu tình trong các cái khuôn viên trường đại học của Trung Quốc trong thời gian gần đây, sau khi mà có những cái chính sách mới liên quan tới cái việc mà giáo dục, và trong đó thì rất nhiều những trường đại học ở nhiều nơi đã bắt đầu có cái cuộc biểu tình của các sinh viên. Và trong tháng 5 năm ngoái thì cái văn phòng của giáo dục đã đưa ra một cái dự tính là sẽ chuyển một số những cái đại học gọi là độc lập vào trong cái hệ thống trường huấn nghệ, và sẽ đề nghị với là họ sẽ được chuyển tiếp vào trong cái hệ thống trường đại học ở Trung Quốc trong cái cuối năm 2020 để quảng bá cho các cái trường đại học công lập của họ nhiều hơn, tức là những cái trường tư thục mà dạy về đại học của Trung Quốc sẽ được quy vào trường dạy nghề chứ không phải là trường đại học. Điều này đã hạ thấp cái bằng cấp của các sinh viên xuống và đã khiến cho các sinh viên bị mất đi cái tư thế của họ. Khi mà họ tốt nghiệp đại học thì bị xem là tốt nghiệp trường vocational school, tức là trường huấn nghệ mà thôi, thì cái bằng của trường huấn nghệ nó lại khác với lại cái bằng của trường đại học, quý vị. Và bên cạnh đó thì nhóm công an đã đánh đập rất nặng nề một số những sinh viên. Vu Hưa được xem là một sinh viên từ trường đại học Nam Kinh và nằm trong số 10.700 sinh viên đã nói với lại một tờ báo Hoa ngữ ở tại Trung Quốc rằng là công an và những kẻ hỗ trợ cho công an cũng như lực lượng hộ vệ đã tấn công chúng tôi. Họ đã xịt nước vào chúng tôi, đẩy chúng tôi vào trong đám đông, và rồi họ đã đánh đập một số người ở bên ngoài đám đông, và trong đó thì có nhiều người đã bị chảy máu đầu. Đây là cái cuộc tường trình của các sinh viên tại trường đại học Nam Kinh và trường đại học Giang Tô. Ok quý vị, đó là cái bản tin vào buổi chiều ngày hôm nay mà tôi có được. Như vậy, lâu lắm rồi chúng ta không hề nghe bất cứ một sinh viên nào tại Trung Quốc tham gia biểu tình cả, quý vị. Đây là lần đầu tiên mà chúng ta thấy được một cuộc biểu tình kể từ cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Ok, bây giờ trước khi mà đi vào trong cái phần tin tức thì có lẽ là Phong sẽ mở cái bản đồ lên cho quý vị xem coi cái trường đại học Nam Kinh và trường đại học Giang Tô nó nằm ở ngay chỗ nào, để chúng ta có thể xác định được cái vị trí của nó trước khi mà chúng ta nói chuyện. Và ở đây thì quý vị, họ được một cái là họ đã có những cái ảnh hưởng khá tốt từ bên kia bờ biển. Ok, rồi bây giờ để Phong mở cái bản đồ lên cho mọi người nhìn thấy nha quý vị. Đây là cái bản đồ của nước Trung Quốc, quý vị nhìn thấy rất rõ ràng. Ok, và trường đại học Giang Tô thì nằm ở đây, đây là tỉnh Giang Tô. Ok quý vị, quý vị thấy rất là rõ ràng, là Phong rung gần vô cái rung ra chút xíu để cho mọi người thấy. Đó quý vị, Giang Tô nằm ở đây và Nam Kinh nằm ở đây, hai cái trường này nằm gần nhau. Thì Giang Tô là một cái tỉnh ở bờ biển, còn Nam Kinh là nằm ở trong đây. Thì đây là cũng gần Thượng Hải nha quý vị. Họ xuống Thượng Hải cũng không xa lắm. Ok, đây là cái vị trí của các cái nơi mà sinh viên đã tham gia biểu tình ở tại đây. Đó là cái khu vực mà được xem là khá nổi tiếng. Tỉnh Giang Tô thì có nhiều cái nổi tiếng lắm, và Nam Kinh cũng có nhiều cái địa điểm nổi tiếng lắm. Là nếu có giờ chúng ta sẽ nói về chuyện này. Tuy nhiên hôm nay chúng ta nói về cái cuộc biểu tình của các sinh viên và cái nội địa của Trung Quốc hiện nay đang có những vấn nạn gì, và có thể dẫn tới tình trạng Tập Cận Bình có thể mất quyền lực trung ương nếu như mà ông ta thực hiện cái chính sách cải tổ cái nội các và cái chấn chỉnh lại cái khung luật pháp của Trung Quốc để mà tìm cách gìn giữ lâu dài cái quyền hành riêng của ông ta và cái quyền cai trị chung của Đảng Cộng sản. Quý vị, kể từ cuộc thảm sát năm 1989 đối với các sinh viên tại Thiên An Môn ở Bắc Kinh, kể từ đó đến nay thì Bắc Kinh đã bắt đầu chuyển hướng và bắt đầu mở cửa kinh tế để mà đáp ứng cái gọi là cái xu thế của thời đại. Cùng một lượt là Bill Clinton thúc đẩy toàn cầu hóa và nhắm vào Trung Quốc, và trong suốt 30 năm phát triển kinh tế, Bắc Kinh đã không gặp trở ngại và sự chống đối của những người dân. Lâu lâu sẽ có một vụ liên quan tới đất đai thì có xảy ra, nhưng mà nó chỉ mang tính chất gọi là rất là cục bộ ở địa phương thôi quý vị. Và ngay lập tức cái lực lượng của nhà cầm quyền Trung Quốc đã đàn áp rất dã man. Thông thường những người biểu tình này lại là lực lượng khác ngoài xã hội chứ không phải sinh viên. Và kể từ đó này thì gần như là các cái phong trào phản kháng của sinh viên đã không còn nữa, tức là cái tầng lớp chủ lực của một quốc gia, và đồng thời cũng là một cái tầng lớp gọi là chủ lực trong cái tương lai của một quốc gia, sinh viên. Thì quý vị biết, khi mà chúng ta gọi sinh viên có nghĩa là những người này cái tuổi của họ không quá 23 tuổi. nếu họ còn trong khuôn viên trường đại học, thì cái tuổi của họ không quá 23 và trên 18, tức là ở cái khoảng tuổi này, cái tuổi được xem là cái tuổi mà rực rỡ nhất trong cái ngành học vấn, tức là cái tuổi mà còn đang theo đuổi các cái nghiệp tu học và chưa có bước ra đời. Tuy nhiên, đó lại là cái lực lượng đông nhất ở bất cứ một quốc gia nào. Ở bất cứ quốc gia nào thì cái lực lượng mà sinh viên vẫn là cái lực lượng nòng cốt để phát triển xã hội. Và trong thời gian mà 30 năm, Bắc Kinh đã sử dụng cái việc phát triển kinh tế và tất cả những cái chính sách tương đối dễ dãi hơn so với thời kỳ cai trị của Đặng Tiểu Bình và Mao Trạch Đông. Do đó, Trung Quốc, sinh viên của Trung Quốc và giới trẻ của Trung Quốc đã lao vào trong những cái ma mị của đồng tiền. Tức là khi mà họ mở cửa kinh tế thì cuối cùng cái giá trị đồng tiền đã được xem là quan trọng nhất. Nó không còn là cái giá trị nào khác quan trọng bằng giá trị của đồng tiền. Do đó, 30 năm qua, nhờ phát triển kinh tế và hướng sinh viên vào cái việc kiếm tiền, Bắc Kinh đã tạm thời gọi là tạm ổn trong cái vấn đề gọi là cai trị. Quyền lực của họ không bị đe dọa. Quyền lực của họ không bị đe dọa bởi các trường xã hội. Tôn giáo họ đàn áp một cách rất gắt gao. Lực lượng tôn giáo ngóc đầu không nổi tại Trung Quốc. Đó là lực lượng thứ hai sau lực lượng giới trẻ. Thì lực lượng tôn giáo là cái lực lượng khá mạnh, nhưng mà Bắc Kinh đã phân hóa tôn giáo và đã chia ra để trị. Cho nên là những người dân ở Trung Quốc cũng khó có thể mà gọi là lật được cái gọi là thế cờ và có những cái hành động được xem là chống đối lại nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc. Thì lực lượng sinh viên là lực lượng mà có thể nói là chủ lực. Nhưng mà nhiều năm nay thì các thế hệ sinh viên của Trung Quốc đều bị hướng vào con đường đi kiếm tiền. Ngay cả cuộc biểu tình mới đây, mục đích của sinh viên cũng chỉ là kiếm tiền. Nhưng bây giờ họ cảm thấy bất công. Tức là sao quý vị? Trong cái luật cải tổ giáo dục của Trung Quốc thì bên Bộ Giáo dục đề nghị một số những cái trường đại học gọi là college, chứ không phải là university nha quý vị. Tức là chúng ta tạm gọi là đại học công lập. Thì những cái trường này nó được lập ra tư nhân, tức là nó dành cho những sinh viên nào mà không lên thẳng từ ở trường trung học, mà không lên thẳng university, thì có thể trải qua 2 năm ở college, rồi trước khi mà vào university để cái sự chuẩn bị nó kỹ càng hơn. Thì ở Trung Quốc đã có rất nhiều những cái trường college kiểu này mọc như nấm ở tại toàn bộ Trung Quốc. Và những cái trường này là tạo trên nguyên tắc thì nó là đào tạo căn bản cho sinh viên trước khi bước vào các cái năm đại học chính thức, tức là university. Thì quý vị, sinh viên của Trung Quốc đã vào trong những cái trường này và thường những trường này lại là những trường tư thục. Thì trước giờ họ vẫn vào những trường này, rồi lúc đó họ mới nộp đơn xin vào các cái university, tức là các cái trường đại học. Nhưng mà bây giờ cái luật mới mà được áp dụng bởi Bộ Giáo dục là những cái trường này đã bị đánh đồng xuống là trường huấn nghệ, tức là vocational school. Vocational school tức là trường dạy nghề. Thì tự nhiên đang học ở cái bằng đại học của college để chuẩn bị đi vào đại học, thì bây giờ bị đánh xuống là học nghề thôi, tức là nghề chuyên môn thôi. Nó không được xếp vào là có bằng đại học. Thì cái này, những sinh viên mà họ tốn tiền cho những cái trường này và họ đang học ở những trường này, đương nhiên quý vị, họ sẽ phải nổi giận. Họ sẽ phải nổi giận là bởi vì họ khi vào đại học họ bị xếp hạng khác. Họ bị xếp một cái hạng vào cái gọi giống như là những kẻ huấn nghệ, những là tức là sinh viên hạng 2. Tôi gọi là sinh viên hạng 2 chứ không phải là sinh viên hạng nhất. Đại khái mình nói vậy cho dễ hiểu đi quý vị. Tình trạng này nó đã là gây bất mãn không phải chỉ có ở Giang Tô, ở Nam Kinh, mà bây giờ ngay cả tại Thượng Hải, ngay ở Trùng Khánh, ở Thành Đô, xin lỗi quý vị, ở Thành Đô là ở Tứ Xuyên, và ngay cả ở Trùng Khánh là ở xin lỗi quý vị, Trùng Khánh là ở Quý Châu, và ngay cả Thành Đô ở Tứ Xuyên, các sinh viên cũng đã bắt đầu nổi giận với lại cái chương trình mới và cái quy tắc mới này của Bộ Giáo dục. Và họ cho rằng là như vậy sẽ làm cho họ tổn phí mấy năm học và đồng thời tốn tiền, mà lại bị coi là cái bằng cấp thấp trong xã hội Trung Quốc. Khi mà Bắc Kinh phát triển cái kinh tế thì họ lại mang một cái họ bắt chước khối Tây phương, nhưng mà họ lại trở nên hình thức nhiều hơn, giống như Cộng sản Việt Nam, họ trở nên hình thức nhiều hơn. Cho nên quý vị, cái tấm bằng nó trở nên quan trọng trong cái xã hội này vô cùng. Cái tấm bằng tốt nghiệp đại học nó trở nên rất quan trọng trong những xã hội mà Cộng sản cai trị. Muốn thăng tiến trong trong guồng máy cai trị, hay là muốn thăng tiến trong kỹ nghệ tư nhân, thì bằng cấp và trường đại học sẽ là hai cái dấu ấn mà sinh viên cần phải có để mà xin việc làm. Nó không còn nhắm vào cái khả năng khi phỏng vấn với sinh viên để coi khả năng người sinh viên đó ở đâu nữa, mà gần như là nó máy móc trên giấy tờ. Chỉ cần liếc vào giấy tờ, ô, anh chàng sinh viên này tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, đã từng tu nghiệp tại Mỹ mấy năm, đại khái như vậy, thì là lý lịch tốt. Hay là trường đại học Thượng Hải, thì là lý lịch tốt. Còn nếu mà thấy những cái trường đại học mà thuộc dạng cấp tỉnh, cấp quận đó, thì là họ mất đi cơ hội rất nhiều. Tức là ngay trong hệ thống giáo dục của Cộng sản Trung Quốc đã phân giai cấp kỳ thị đối với các bằng đại học. Và các giới trẻ Trung Quốc mà muốn tìm kiếm cơ hội, cái đầu tiên hết là họ phải trình ra tấm bằng trước đã, quý vị. Và những trẻ mà đi thuê mướn người, họ nhìn vào tấm bằng cũng bằng hình thức thôi. Lính dưới quyền của tôi toàn là dân tốt nghiệp ở Harvard, ở UCLA, ở UC Berkeley không à. Do đó cái cách kinh doanh của Trung Quốc, cái cách làm ăn của các công ty Trung Quốc nó cũng tương tự như vậy, mang tính chất hình thức chứ không phải là cái thực tại. Đây chính là một trong những cái điều mà chúng ta có thể giải thích được tại sao kinh tế Trung Quốc phát triển mạnh nhưng tri thức của Trung Quốc không phát triển được. Tại vì những kẻ đi thuê thì cũng là thuê trên phương diện mặt mũi, và những kẻ đi xin việc làm thì cũng là xin việc làm trên phương diện mặt mũi thôi, chứ không nói đến cái thực tế là khả năng của người sinh viên nó tới đâu. Đó, ví dụ tôi là một ông chủ của một công ty 500 công nhân ở tại Trung Quốc. Khi mà tôi thuê mướn những nhân viên hành chánh, tức là những người có bằng cấp, tại vì công xưởng thì là những người chân lấm tay bùn, những người làm việc trong công xưởng thường là bắp thịt nhiều hơn, thì tôi không cần bằng đại học. Nhưng mà ở cái khâu hành chánh thì tôi đòi hỏi bằng đại học. Và khi đòi hỏi đó thì ví dụ tôi mướn cô thư ký, thì tôi cũng phải là cô thư ký của tôi là phải tốt nghiệp ở Harvard, tốt nghiệp ở Stanford, tốt nghiệp ở Yale hay là tốt nghiệp ở UCLA tôi mới mướn. Còn mà thư ký của tôi mà tốt nghiệp ba cái trường thổ tả ở Trung Quốc tôi cũng chả thèm mướn làm gì, tại vì nó còn là mặt mũi của tôi nữa. Khi mà tôi bước ra ngoài tôi nói chuyện với thiên hạ nữa. Do đó quý vị, cái tình trạng này nó diễn ra ở khắp các nơi trong lãnh thổ Trung Quốc. Nó gây ra một cái sự bất công rất lớn cho sinh viên. Và từ cái thế hệ sinh viên đàn anh ra trường gặp đầy đắng cây trong cái bằng cấp của họ, rồi cái họ bắt đầu truyền những cái kinh nghiệm đó lại cho sinh viên đàn em. Thì sinh viên đàn em nó học được thì nó nói ok, lấy 2 năm college này xong xin qua đại học Mỹ học, hay là đại học của Âu Châu học để có cái tư thế cao hơn. Chứ không thôi học ở đây ra rồi cũng chết. Chính vì điều này quý vị, nó đã từ cái bất mãn nó dồn nén nhiều năm, và bây giờ nó đã trở thành bùng phát ở tại Trung Quốc, bùng phát ở cái khuôn viên trường đại học ở Trung Quốc, là phản đối một cái chính sách của Bộ Giáo dục. Tuy nhiên cái chính sách này chỉ là ngọn lửa khơi lên cho những bất mãn khác trong xã hội của Trung Quốc, một xã hội mà được xem là đầy hình thức nhưng mà không có thực lực. Đầy hình thức tức là cái gì cũng khoe khoang hình thức bên ngoài hết, từ bằng cấp đại học cho tới những cái vai vế trong xã hội, cho tới những cái thể thao, rồi điện ảnh, cho tới những cái ngành gọi là, hay là kể cả những cái ngành sản xuất cũng vậy nữa, toàn là hình thức không. Những ai đã từng làm ăn ở Trung Quốc, cá nhân tôi đã bị một lần rồi, thì chúng ta đều thấy được cái hậu quả của hình thức này. Hình thức tức là cái đầu đưa ra thì rất là đẹp, nhưng mà tới cái lần thứ hai đưa ra thì nó trời ơi đất hỡi. Nhất là những người ở bên Mỹ này mà hay hồi xưa là hay order hàng từ Trung Quốc đó, thì cái đợt đầu hàng nó gửi qua đẹp lắm quý vị, nhìn là thấy quality đẹp ngon lành lắm, và thấy là rất là hợp ý của mình, giá cả lại rẻ nữa. Nhưng mà thử order lần thứ hai đi thì sẽ biết đá biết vàng ngay, với số lượng lớn đi là sẽ biết đá biết vàng ngay với Trung Quốc. Thì ngay cả order hàng cũng vậy, thì ở Trung Quốc cũng vậy. Một cái buổi tiệc được mở ra là hình thức rất là nhiều, từ ở ngoài vô có người tiếp tân đón tiếp, rồi rình rang tùm lum hết, rồi trên bàn tứ dưới là hoa nó trải từ trong ra tới ngoài, rất là nhiều hình thức. Rồi bây giờ mở một công ty cũng đầy hình thức như vậy luôn, bởi vì dân số Trung Quốc đông mà quý vị, họ sử dụng cái gọi là biển người mà, cái gì cũng hình thức đó, cho nên nó trở thành một cái chất sống quen thuộc trong xã hội mà Cộng sản Trung Quốc cai trị. Nó không còn đi tìm cái thực tế và cái thực tại nữa. Rồi chưa kể là những người nào sống ở khu vực Thẩm Quyến mà sống nổi lại tự hào với những người ở những khu vực khác, tại vì đời sống Thẩm Quyến cao lắm. Chen chân sống nổi ở Thẩm Quyến là dân có tiền có bạc mới sống nổi, là cái hình thức đó. Cho nên quý vị, nó tạo ra rất nhiều những cái lỗ hổng, và những cái lỗ hổng bất mãn đó bây giờ khi gặp nền kinh tế đã bị suy thoái, nó bắt đầu nó bùng nổ ra. sinh viên ở các trường đại học chỉ là một mảng của cái xã hội Trung Quốc thôi. Còn những cái khu vực khác cũng đầy tính chất hình thức, bây giờ nó đổ vỡ ra, nợ nhiều hơn. Tức là xưa nay đi vay nợ để xây dựng những cái hình thức này, bây giờ đổ nợ ra không có tiền để mà trả nợ. Từ các tỉnh thành cho tới các ngành công nghiệp khác, đặc biệt là những cái ngành công nghiệp mà chủ yếu là dựa vào quan hệ của quan chức ở tỉnh hay là quan chức của trung ương để mở ra đó quý vị, thì bây giờ gần như không có thực lực, chỉ là mang tính chất hình thức và đục khoét thôi. Cuối cùng nền kinh tế của Trung Quốc phát triển ở nội địa vẫn là địa ốc đất đai, ngoại trừ một số những công ty kỹ thuật có được cái chỗ đứng, còn hầu như là nền kinh tế Trung Quốc sống dựa vào khoáng mỏ, đất đai và một chút xíu về kỹ thuật thôi. Họ không có một cái hướng phát triển rõ nét, cho nên khi mà bây giờ bị vướng vào cái tình trạng suy thoái kinh tế, kỹ thuật không xuất cản được, khoáng mỏ bây giờ bị giới hạn vì cái tình trạng gọi là cải tổ của Tập Cận Bình để giảm khí ô nhiễm. Rồi đất đai thì bị khựng lại bởi vì người dân không còn tiền mặt, ngân hàng cũng thiếu hụt tiền mặt. Những tình trạng này đang xảy ra tại Trung Quốc, chưa kể những tác động khác về những cái ngành nông sản hay là những cái ngành khác. Thì nó tác động vào và bây giờ nó bắt đầu có những cái mầm móng cho thấy rằng chính quyền Cộng sản Bắc Kinh sẽ phải đương đầu với rất nhiều những cái bùng phát trên xã hội. Sinh viên chỉ là một phần. Và lần này nếu như mà Cộng sản Trung Quốc mà không khéo xử lý hay là gọi là giải quyết cái vấn đề này, tình trạng này có thể sẽ bùng nổ lên. Nó tương tự như năm 1989, nhưng kỳ này nó khác với năm 1989. Nó sẽ yếu hèn hơn năm 1989 rất nhiều. Mặc dù rằng nó đối diện với những cái khắc nghiệt hơn. Tại vì những sinh viên năm 1989 ở Trung Quốc khi mà họ tham gia biểu tình ở tại Thiên An Môn, họ đi lên từ cái truyền thống cũ là đấu tranh. Từ cái thời Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình để lại cái gọi là cái khí huyết đấu tranh ở trong cái giới trẻ thời đó. Họ còn cái khí huyết đấu tranh giành công bằng xã hội và đội cải tổ chính trị vân vân. Thì cái thời điểm đó là cái thời điểm mà họ còn nhiều dũng khí để mà họ đòi hỏi những cái quyền lợi chính đáng của họ. Nhưng mà 30 năm sau, khi mà Trung Quốc phát triển kinh tế mạnh và có nhiều cái gọi là mị dân, tức là những cái chính sách gọi là xoa dịu dân chúng, để mà tôi gọi là xoa dịu để dễ cai trị đó quý vị, thì cái thế hệ kế tiếp từ thập niên 90, 2000, 2010 cho tới bây giờ 2020, thì những thế hệ lớn lên này là họ sống trong một cái nôi không còn không khí đấu tranh nữa, không còn những cái văn hóa đấu tranh nữa, và tất cả mọi người đều lao ra xã hội kiếm tiền. Cho nên cái cuộc đấu tranh của các sinh viên ở Giang Tô hay ở Nam Kinh bây giờ chỉ là ngọn lửa bùng lên chút xíu thôi, rồi sẽ bị công an của Cộng sản Trung Quốc nó dập tắt ngay từ trong trứng nước luôn. Tuy nhiên, ít nhất chúng ta thấy được là cuộc biểu tình này nó đã bắt đầu nhen nhúm cho chúng ta thấy được những cái sự bất công và những cái sự gọi là chênh lệch giữa các tầng lớp người dân ở tại Trung Quốc. Và nó đang trở thành những cục than rất hồng, nó bùng nổ thành ngọn lửa lớn rất dễ dàng. Bởi vì một xã hội mà có quá nhiều những cái giai cấp và khoảng cấp như vậy, thì cái sự bất mãn của người dân càng lớn hơn, đặc biệt là giới trẻ sinh viên. Nhất là cái giới mà nó có quan hệ, nó còn kiếm được tiền. Còn cái giới sinh viên nghèo mà ở tỉnh mà lên mấy cái trường đại học này mà không có tiền, phải chạy cơm từng bữa để học đó quý vị, mà bây giờ bị ép xuống thành trở thành, đang là sinh viên đại học, bây giờ bị ép xuống thành trở thành là chuyên viên huấn nghệ đó, chuyên viên ở trong ngành huấn nghệ đó, là họ đã nổi cơn lên rồi. Có điều hai mặt một đồng tiền. Ngày xưa năm 1989, lửa đấu tranh của sinh viên còn rất nhiều, thì họ quy tụ được cái cuộc đấu tranh lớn. Bây giờ thì lửa đấu tranh không còn nữa, nhưng bù lại những cái tin tức liên quan tới cuộc biểu tình của họ thì nó nằm đầy ở trên các cái mạng xã hội. Nó phản ảnh một phần nào cái cuộc sống của người dân Trung Quốc, và nó lại bồi đắp thêm cái nỗi bất mãn chung của công chúng trong cái cách cai trị của Đảng Cộng sản. Thì nó sẽ là một trong những cái ung đúc trong thời gian tới, khi mà nền kinh tế Trung Quốc càng lúc càng tệ hại hơn, bước vào khủng hoảng, thì nó có thể thúc đẩy cái xã hội Trung Quốc bị thay đổi nhanh hơn. Giữa lúc mà cái chính trị của Trung Quốc, tức là cái nội tình của Trung Quốc, cũng đang có những cái cuộc đấm đá trước cái cuộc bầu cử năm 2022, thì những thành phần mà gọi là giành quyền giành chức ở trong cái nội bộ Đảng Cộng sản cũng sẽ lợi dụng những cái lửa này, khơi nó dậy để tấn công đối thủ của mình, hoặc là để giành cái vị trí, giành công trạng. Nó sẽ xảy ra, nó sẽ xảy ra. Tình hình này tôi nói với quý vị là Cộng sản Trung Quốc sẽ không tránh được một cuộc bất ổn xã hội. Mà cuộc bất ổn xã hội lần này nó khủng khiếp hơn cái năm 1920. Cuộc bất ổn xã hội lần này nó bắt nguồn từ nhiều thành phần trong xã hội, từ giới sinh viên, từ giới nông dân, từ giới công nhân mà bị o ép làm nhiều giờ, bị bóc lột sức lao động, bởi vì họ không có bằng cấp, họ không có quan hệ, họ chỉ là những người bắp thịt bình thường. Rồi chưa kể là cái sự gọi là giật dây của một số những thành phần gọi là trục lợi bất hợp pháp, băng đảng. Nó là nó nhiều cái cộng vào, nó sẽ đẩy cái xã hội Trung Quốc rơi vào cơn hỗn loạn, là tôi gọi là bất ổn xã hội. Chưa kể là bây giờ chính quyền trung ương vì không đủ cái lượng ngân sách tiền mặt để phòng thủ trước cái những thách thức trong thời gian tới, họ cắt bỏ những cái ngân sách dành cho địa phương, và họ để cho địa phương phải tự bơi trong cái ngân sách của mình. Điều này sẽ dẫn tới các địa phương vì muốn có ngân sách hoạt động, họ sẵn sàng làm bậy nhiều hơn, từ những cái đất đai chiếm của dân cho tới những cái phát triển vô tội vạ ở khu vực, và bất chấp lệnh của trung ương cho khai thác toàn bộ để mà lấy cái lợi về cho tỉnh của mình. Thì quý vị, tình hình này nó sẽ đẩy nước Trung Quốc vào trong một cái lò lửa. Cái lò lửa đó tôi gọi là một, nó khi nó bùng phát, nó bùng phát rất mạnh mẽ, không có ai cản được cả. Và dấu hiệu bùng phát của nó càng lúc càng gần, bởi vì bây giờ nó đã bộc lộ ra tất cả những cái nỗi bất mãn xã hội của người dân. Tuy nhiên, cái mạng xã hội nó chỉ nói một phần mà thôi. Và cái sự cai trị đầy quan liêu và ủy quyền hách dịch của nhiều quan chức cộng sản ngay trong guồng máy cai trị, nó mới là cái điểm mà khiến cho người dân dễ dàng bùng phát hơn, từ nhiều lĩnh vực như vậy, từ những cái thành phần trí thức là sinh viên cho tới những thành phần làm việc ở ngoài xã hội. Quý vị, đây là một trong những cái mà nó là cái tiềm năng dẫn tới một cái sự gọi là thay đổi lớn ở trong xã hội Trung Quốc, và Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phải đối diện với những thách thức này, trừ phi là có một biến động bên ngoài nó khiến cho đảng cai trị có thể thu tóm được quyền lực. Và biến động đó mà tôi đã từng nói với quý vị rất nhiều lần là chiến tranh. Còn nếu không, xã hội Trung Quốc sẽ sớm ngày tan rã vì không thể giải quyết được những bế tắc này. Ok quý vị, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay. Một lát nữa bước qua đề tài thứ hai. Không chỉ ở Trung Quốc sinh viên bất mãn đâu, mà ngay tại Á Châu, nhiều dân tộc Á Châu đã rất bất mãn và kêu gọi chính phủ của họ phải đề phòng cẩn thận tất cả những cái trò bành trướng của Trung Quốc và những cái trò gian manh của Trung Quốc trong vấn đề thương mại. Chuyện này như thế nào? Chúng ta trở lại trong đề tài thứ hai một lát nữa. Xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của Phong trở lại trong vòng 3 phút.